Đức Cơ là địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh với gần 500 ca. Số ca sốt xuất huyết gia tăng nhiều nhất tại thị trấn Chư Ti và các xã Yapanon, Yakla. Có những lúc cao điểm, khoa nội nhi nhiễm, trung tâm y tế huyện Đức Cơ tiếp nhận tới 50 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong khi nhân lực mỏng dẫn đến quá tải trong công tác điều trị. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết được chia thành 3 mức độ: nhẹ, có dấu hiệu cảnh báo và nặng. Mặc dù mức độ nhẹ có thể được chỉ định theo dõi tại nhà, nhưng người bệnh vẫn cần đi khám để được chẩn đoán và theo dõi vì bệnh có thể tiến triển từ mức độ nhẹ sang nặng. Người bệnh cần chú ý các dấu hiệu bệnh như sốt, mệt mỏi, đau cơ, không chủ quan tự ý điều trị tại nhà, nhất là với trẻ nhỏ. Trong thời gian là điều trị là rất là nghiêm trọng lắm bệnh. Nếu mà không điều trị kịp thời là sẽ tử vong, đến khả năng là nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, công tác tuyên truyền, phun hóa chất, xử lý các ổ dịch được ngành y tế, chính quyền địa phương triển khai tích cực. Tuy nhiên, ở thời điểm dịch gia tăng, thực tế cho thấy công tác phòng chống dịch ngoài cộng đồng vẫn còn chủ quan, lơ là. Qua điều tra vector truyền bệnh tại một số thôn, làng, tổ dân phố, các chỉ số đều vượt ngưỡng, tức là muỗi và lăng quăng còn nhiều, công tác vệ sinh môi trường chưa được người dân chú trọng. Ngay từ mà khi nhận các cái ca bệnh thì đối với xã cũng rất là chú trọng trong cái việc công tác tuyên truyền thông qua các cái cụm hệ thống loa đài phát thanh không dây của xã, đồng thời là cũng chỉ đạo anh em trong đội ngũ cán bộ y tế xã và các ban ngành đoàn thể cùng chung tay vào cuộc để tuyên truyền vận động từng hộ gia đình qua hình thức như là đi tận nhà, gõ tận cửa, để đồng thời là cũng nhắc nhở rồi cũng vận động các cái gia đình đấy là thực hiện tốt trong cái việc vệ sinh môi trường để mà phòng chống việc sốt xuất huyết. Trước khi mà như có bắt vào bước vào mùa dịch đó, thì trung tâm y tế cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện đã như là ban hành cái kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết từ ban đầu, cho nên cái vấn đề về như là phòng chống dịch đó, thì đã triển khai từ đầu năm mà về cho các ban chỉ đạo của các xã. Thì vấn đề về phòng chống mà cũng tuyên truyền thường xuyên, thì nói cho trong vấn đề đó thì nói chung là người dân họ cũng vẫn còn ý thức cái vấn đề về trong cái phòng chống dịch, vẫn còn chưa nhận thức sâu về cái vấn đề đó, cho nên vấn đề đó nó còn có những người họ chưa am hiểu hết. Theo ngành y tế tỉnh Gia Lai, hiện dịch sốt xuất huyết đã xảy ra tại 182 xã phường thị trấn của tỉnh với 854 ổ dịch, trong đó có 672 ổ dịch đã được xử lý. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, trong khi công tác phòng bệnh vẫn gặp không ít khó khăn do chưa có sự vào cuộc tích cực từ phía người dân. Tại huyện Trư Prông, từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận 74 ổ dịch, tăng 14 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân được xác định vẫn là do môi trường sống của người dân không được đảm bảo, cộng với đó sự chủ quan, sinh hoạt thiếu vệ sinh của người dân, đặc biệt là ở những địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với dịch sốt xuất huyết thì đấy là sự chủ quan của người dân, nhất là tại các cái hộ gia đình. Ví dụ như là mùa mưa vừa rồi kéo dài tầm một tháng thì các cái ổ chứa lăng quăng bò gầy, nhất là lăng quăng bò gầy lại thích đối với cái nước mưa nhiều axit, đó là nguy cơ mà bùng phát dịch như hiện nay. Mùa mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi, lăng quăng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nếu người dân không chủ động dọn sạch các vật dụng đọng nước, đậy kín lu chứa nước, vệ sinh môi trường thường xuyên. Bất kỳ dụng cụ chứa nước nào tích trữ nước trong khoảng thời gian 7 ngày đều có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi vằn. Ý thức của người dân vẫn là yếu tố then chốt trong phòng bệnh sốt xuất huyết. Cái gì cần thiết thì mình để dùng á, mình phải dùng nắp mình đậy lại. Còn những cái thau, những vật chứa xung quanh nhà không cần thiết là cháu phải đổ nước sạch sẽ ấp lại để cho muỗi nó khỏi sinh nở. Nghe? Đấy, ăn uống trong gia đình đầy đủ chất dinh dưỡng hết. Theo nhận định của ngành y tế, từ nay đến tháng 10 vẫn là thời gian cao điểm gia tăng dịch bệnh. Vì những tháng này mùa mưa kéo dài đan xen với nắng là điều kiện thuận lợi cho vector truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Do đó cần có sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời từ chính quyền địa phương các cấp, ngành y tế, các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương để triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng.
Với thông điệp không có lăng quang bọ gậy thì không có sốt xuất huyết, ngành y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quang bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.